Có rất nhiều kiểu người bạn có thể bắt gặp tại nhà hàng đó nha. Chào đã, mình đang nói gì ấy nhỉ? Mấy người kia ồn ào quá đi mất. Cùng vui nào. Ồ, nghe này, tại sao mình lại ngồi đây trong im lặng ha? Bật nhạc lên nào. Vẫn còn nhiều người khác ở đây. Thật thô lỗ mà. Này Leo, nhìn cô gái xinh đẹp kia kìa. Mình đi xin số điện thoại đây. May mắn nha anh bạn. Chào người đẹp. Nhẽ ra anh ấy không nên làm vậy. Cậu bị sao thế? Bỏ tay ra khỏi mình đi. Vicky, mình mau đi thôi nào. Các cô gái đợi đã nào. Đàn ông thật đấy. Hài quá đi. Xin chào. Đây là thực đơn của chúng mình. Cảm ơn nha. Vậy mình gọi set này, món này và cả món này nữa nha. Vâng, còn bạn thì sao? Mình lấy món này, cảm ơn nha. Mình hiểu rồi. Đây là đồ hai bạn đã gọi nè. Hoan hô. Chúc ngon miệng. Anh cũng vậy. Mọi thứ trông ngon quá. Thật tuyệt đúng không nào? Yeah, cô ấy định ăn tất cả các món đó sao? Không thể tin nổi mà. Bánh này ngon quá đi. Anh muốn ăn một quả berry không? Không, cảm ơn em. Cuối cùng. Xin chào, mời bạn ngồi. Cảm ơn nha. Bạn muốn ăn gì? Mình cần một thực đơn đặc biệt. Cà chua kèm nước sốt chanh dưa chuột. À, đừng quên một ly nước nữa nha. Đừng lo, bạn sẽ thích nó đấy. Được rồi, mình sẽ đợi xem. Món của bạn gọi nè, cảm ơn. Mọi thứ ổn cả chứ? Mọi thứ đều hoàn hảo. Tuyệt. Mình thấy món này vẫn quá to. Bạn có còn muốn gọi thêm gì không? Không, tạm biệt nha. Bạn đã sẵn sàng gọi món chưa nào? Ờ, vâng, cho mình gọi món này và món này. Lựa chọn tuyệt quá. Cậu ta thật kỳ lạ. Của bạn đây, chúc ngon miệng nha. Ủa, cái quái gì đây? Không, thế này không được rồi. Ờ, tốt hơn nhiều rồi đấy. Giờ thì có thể ăn trưa rồi. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Không, bạn không thể trộn đồ ăn thế này được. Mọi thứ nên được tách ra. Mang cho mình một ly cappuccino đi. Của bạn đây. Ủa, là cái gì đây? Như bạn yêu cầu, đây là cappuccino tách riêng đó mà. Phục vụ. Chào hai bạn. Này, bạn đang làm gì vậy? Còn ưu đãi đặc biệt thì sao? Giờ vui vẻ kết thúc rồi. Các bạn muốn đặt món gì nào? Món tráng miệng và cà phê này. Không, món tráng miệng thôi. Chúc ngon miệng nha. Ồ, thật tiếc vì mình đến muộn mà. Cầm lấy đi nè. Cảm ơn nhiều. Ngon quá. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Hoàn hảo, cảm ơn nha. Kia đến đây, chào em yêu. Anh đặt vài món tráng miệng rồi. Mình cần chụp một bức ảnh.
Ánh sáng quá tệ mà. Nhìn nè, ảnh trông ghê quá. Anh hiểu rồi, để anh lo cho. Sẽ tốt hơn nếu dùng cách này đấy. Để em thử. Không, vẫn không hoạt động rồi. Phục vụ, mình cần bạn giúp. Giữ cái này. Anh quay lại rồi, em chụp ảnh đi. Vâng, cũng không tệ lắm. Chà, các bức ảnh tuyệt quá. Sẽ có hàng triệu lượt thích đây. Cảm ơn bạn nha. Không có gì đâu. Thật tuyệt. Làm tốt lắm. Giờ hãy ngồi đi nào. Yêu, thứ này ghê quá đi. Không ăn đâu. Cuối cùng cũng đến bữa trưa. Ngon thật. Thật tốt khi là người ăn chay. Bạn luôn luôn thấy nhẹ nhàng. Mình vẫn đói. Có lẽ mình sẽ gọi thêm món salad nữa. Ô không, thậm chí còn không đủ tiền cho một ít nước trái cây nữa. Một bông hoa. Chỉ ăn một miếng thôi. Không ai thấy đâu ha. Quý cô, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bạn lại ăn cây của chúng mình? Xin lỗi nha. Quay vé miễn phí đây. Bạn muốn gì? Bữa ăn hạnh phúc nha. Tuyệt, chờ chút. Em đến rồi đây. Anh gọi đồ ăn chưa anh yêu? Chắc chắn rồi. Wow, chúc mừng bạn nhân dịp này nha. Chúc ngon miệng. Cảm ơn bạn. Bánh mì kẹp thịt yêu thích của em. Hi, anh là chú rể tuyệt nhất trên thế giới. Món kem này ngon thật đó. Mình không cần thìa. Nó bé quá. Ngon quá. Nhưng mà chưa đủ. Wow. Mary vẫn còn rất là nhiều kem. Bạn có muốn thử không? Tự đi mà lo đi. Tuyệt, cảm ơn nhiều. Nhưng đây là kem của mình mà. Không còn gì cả. Quả là một người nghiện đồ ăn. Được rồi, đã đến lúc ăn gì đó rồi. Đúng vậy, mình là một siêu vận động viên. Wow. Anh ấy bé quá đi. Phục vụ, mình muốn ly cocktail đó. Xin lỗi, chúng mình không có đâu. Hiểu rồi. Vậy mang cho mình ít gà luộc, 2 quả trứng, sữa và 1 quả chuối nha. Được rồi, không thành vấn đề. Đây là đồ ăn của bạn nè, chúc ngon miệng. Cocktail của mình sẽ còn ngon hơn nữa. Sữa, thịt gà, một ít chuối cho phần hương vị. Protein tự nhiên là tốt nhất. Xong. Quá hồng, mùi không ngon cho lắm. Thật kinh tởm. Nhưng đây chính là thứ mình cần cho cơ bắp này. Đúng vậy, có hiệu quả rồi. Chào buổi tối, mời bạn ngồi. Cảm ơn bạn. Còn sạch sẽ thì sao nhỉ? Còn lâu mới hoàn hảo được.
Đây là thực đơn của chúng mình. Sao các bạn này lại bẩn quá vậy? Chúng mình rất tiếc chuyện này không xảy ra nữa đâu ạ. Ôi, mình có tí thời gian để lấy đồ dùng làm việc đây. Đây là đồ bạn gọi nha. Chúc ngon miệng. Cái đĩa này nhỏ quá. Nhưng đồ ăn trông cũng khá ngon đấy. Ngon quá đi. Cần phải khen đầu bếp mới được. Bạn đã ăn xong chưa? Xong rồi, hóa đơn của bạn đây. Hóa đơn gì? Mình là nhà phê bình đấy. Mình không thể làm gì được ạ. Bao nhiêu tiền? Đúng là móc túi mà. Mọi giá đồ ăn của bạn đã có trong thực đơn nha. Thật đáng xấu hổ. Cầm tiền đây này. Mình sẽ viết đánh giá tệ cho họ trong sổ tay của mình. Đây là hóa đơn của bạn. Cảm ơn. Bao nhiêu nhỉ? Không là gì mà, mình sẽ trả tiền. Ồ không, tất cả đây ư? Nên làm gì đây? Mình có thể dọn cái này được không? Không, mình không có đủ tiền. Chà. Cảnh sát. Chờ đã, mình có ý này nè, để mình giải quyết cho. Ừ, tốt thôi. Đi với mình. Rửa cho sạch vào đó nghe chưa? Ờ vâng, mình hiểu rồi, mình đang rửa nè. Các bạn đã bao giờ thấy mình trong các tình huống khó xử tại nhà hàng chưa? Hãy chia sẻ những câu chuyện vui của bạn vào phần bình luận nha! Các bạn có thích video của chúng mình không? Vậy hãy thích video này, đăng ký kênh của chúng mình và đừng quên nhấn chuông nha! Hẹn gặp lại!